Và các bạn có thể thấy là xe Skoda họ có những cái phần chi tiết tinh tế rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ thực dụng với đời sống của chúng ta. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xế Cưng. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại sự kiện Việt Nam Motor Show 2024 và bên cạnh mình đấy là chiếc Skoda Kodiaq, một chiếc SUV cơ đê cạnh tranh với cả Santa Fe này, Sorento tại thị trường Việt Nam. Và đây là phiên bản hoàn toàn mới của nó. Hãy cùng mình tìm hiểu xem là phiên bản này nó có gì nhá. Thực ra là Skoda là một thương hiệu mình khá thích ở thị trường Việt Nam. Về cách họ làm branding cũng như là cách họ làm sản phẩm thì thực ra là cũng khá là chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì từ trước đến nay Skoda nó họ chưa quá thành công. Lý do đơn giản là bởi vì họ đang nhập khẩu xe trực tiếp từ Séc và giá rất là cao. Hiện tại thì Skoda Kodiaq đứng bên cạnh mình đây là chiếc thế hệ thứ hai. Nhưng mà ở sự kiện này thì họ cũng chưa công bố là họ sẽ chính thức mở bán mẫu xe này đâu. Nên là chúng ta xem với tâm thế là tham khảo nhá. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy ở cái mặt ca lăng trước của Skoda Kodiaq. Bây giờ nhìn nó đã thể thao và nó nhiều sự gân guốc hơn rất là nhiều. Ở thế hệ cũ thì mình cảm nhận là nó là một chiếc xe hơi châu Âu và nó hơi già một chút. Tuy nhiên nhìn thế hệ mới, mời các bạn nhìn xem, nó nhiều gân, nó thể thao và nhìn nó rất nam tính. Đầu tiên thì mình muốn các bạn nhìn vào cụm đèn này với mình. Thì bật mí với các bạn nhé, đây là cụm đèn Matrix Light các bạn ạ. Với những cái bóng sáng nhìn cực kỳ gọn gàng và tinh xảo ở đây. Đây là một cái công nghệ mà được chia sẻ giữa các cái chiếc ô tô trong cùng tập đoàn như kiểu là Audi, Volkswagen thì đều sử dụng cái công nghệ này, nhìn cực kỳ là tinh xảo. Tiếp theo mời các bạn nhìn đến cái lưới tản nhiệt mới bây giờ, nó sẽ được làm theo các thanh nan dọc và cắm thẳng xuống phía dưới. Nhìn nó giống như một cái mũi hổ vậy, rất là khỏe khoắn nhá. Ở đây chúng ta có các cái chi tiết đề co màu sáng này, cũng như là các bạn nhìn thấy chi tiết gì đấy không ạ? Đây chính là cụm radar. Bởi vì ở trên thế hệ mới thì Skoda Kodiaq dự kiến về Việt Nam là phiên bản này thì sẽ có full toàn bộ gói ADAS. Đây là một điểm rất là đáng khen nha, bởi vì ở thế hệ cũ thì chúng ta không có ADAS. Về cái hình dáng tổng thể của thế hệ này, Skoda Kodiaq sẽ dài hơn nhưng mà cái phần chiều rộng của thân lại ngắn hơn và nó thấp hơn một chút. Chính vì vậy nên chúng ta nhìn ở phần ngang xe sẽ cảm thấy đây là một chiếc xe có cái độ dài và cái độ trường rất là tốt. Mặc dù là cái độ chiều cao của nó sẽ giảm đi đôi chút, nhưng mà đối với mình thì điều này cũng không quá là đáng kể và không dễ để nhận ra bằng mắt thường. Đây sẽ là chi tiết bộ mâm. Thì ở phiên bản hiện tại, đây là cái phiên bản Selection, thì chúng ta sẽ có bộ mâm 19 inch. So với phân khúc thì mình thấy là cũng vừa miếng. Và cái design thì các bạn có thể nhìn, mình thấy là cũng tạm ổn. Về hệ thống treo của chiếc xe này thì phía trước vẫn sử dụng hệ thống treo MacPherson và hệ thống treo sau vẫn là hệ thống treo thanh xoắn. Và ở cả hai phiên bản ở Việt Nam thì đều là hệ thống treo này. Và đây chính là cụm đèn và thiết kế phía sau của Skoda Kodiaq mới. Cái dải đèn bây giờ nó đã nối liền vào, nhưng mà ở tại sự kiện thì không hiểu sao nó cũng chỉ có cắt đến đây thôi. Chắc là có lẽ là mình chưa nổ máy nên là chúng ta chưa thể thấy được cái cụm đèn nối liền này. Và chúng ta sẽ xem phần cốp nào. Đây rồi. Phần cốp thì chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ có cốp điện. Thì Skoda Kodiaq vẫn là một chiếc xe có 3 hàng ghế các bạn ạ. Và ở cái chiếc xe này thì nếu các bạn không biết nhá, thì Skoda Kodiaq đã nhận được rất nhiều giải thưởng về mẫu xe gia đình tốt nhất châu Âu. Về cái thông số cốp của mẫu xe này, nếu như các bạn sử dụng cả 3 hàng ghế thì dung tích cốp của nó chỉ còn là 340 lít thôi. Có nghĩa là chúng ta cũng chỉ để vừa một vài cái vali du lịch cũng như là vài cái túi đồ. Nhưng mà khi các bạn gập xuống thì nó sẽ lên tới tận 845 lít. Và đây là một con số khá lớn so với mặt bằng chung phân khúc thì nó tiệm cận và khá bằng nhau. Nên là đây là một cái không gian mình nghĩ là rất đủ nếu như các bạn chỉ đi 5 người. Và các bạn có thể thấy là xe Skoda họ có những cái phần chi tiết tinh tế rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ thực dụng với đời sống của chúng ta. Như là cái phần lẫy nhựa này, các bạn có thể thấy là khi mình mở cửa ấy, nó sẽ tự động nó được đẩy ra. Và phần này sẽ tránh cho việc chúng ta mở cửa xe và làm xước cái cửa xe của chúng ta, cũng như là làm xước cửa xe của người khác nếu như các bạn đỗ quá là khít. Thứ hai, đấy là chúng ta thấy một chi tiết rất là quen thuộc thôi, đấy là phần ô. Thì chiếc xe Skoda nào, theo như mình tìm hiểu là gần như tất cả những mẫu xe Skoda đều có phần ô ở phía trong cửa. Tuy nhiên ở đây có thể là ở sự kiện nên thì hãng đã tháo ra rồi. Nhưng mà khi mà các bạn mua xe thì đảm bảo là sẽ có nhá. Và đây chính là nội thất của Skoda Kodiaq mới. Trời ơi, nó quá đẹp các bạn ạ. Nó khác rất nhiều so với cái phiên bản hiện tại đang bán ở Việt Nam. Đầu tiên là cái vô lăng, thì bây giờ vô lăng của chúng ta là vô lăng 2 chấu. Và các cái chi tiết phím bấm ấy, các bạn nhìn này, nó được khoét một nửa, nhìn rất là tương lai và nhìn nó gọn gàng. Đằng sau phía vô lăng của chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình thông tin cỡ lớn, khá là nét nha các bạn. Và ở giữa các bạn nhìn này, đây là một cái màn hình hơn 13 inch. Và cái độ nhạy của nó thực sự là quá ấn tượng luôn. Các bạn nhìn này. Đó. Rất nhiều chức năng các bạn có thể tùy chỉnh ở đây, từ các hỗ trợ lái này, hỗ trợ đỗ xe này, về các chức năng kết nối hay là về ghế thì đều sẽ xuất hiện ở đây. Và một cái điểm mà rất nhiều người nói về Skoda đó chính là khả năng hoàn thiện thì thực sự nó quá chắc các bạn ạ. Phải gọi là nó cứng như cua gạch luôn ấy. Tất cả các chi tiết họ hoàn thiện đều cực kỳ chắc chắn nha. Đây là một điều không thể bàn cãi. Và tiếp theo mời các bạn nhìn xuống cụm điều hòa. Cụm điều hòa giờ đây của chúng ta là cụm điều hòa tự động nhưng đã được tích hợp tất cả vào trong phần màn hình. Rất đẹp và các bạn có thể điều chỉnh cả sưởi ghế ở đây nữa. Đó, rất thông minh và nó khiến cho cái cụm này nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Ở dưới này thì chúng ta vẫn sẽ thấy được vị trí của các khay để đồ này cũng như là hai cái khay để cổng sạc Type-C. Ở đây thì mình chưa thấy vị trí của sạc không dây, nhưng có lẽ sẽ là sạc không dây ở phiên bản cao cấp hơn. Và Skoda nhá, họ có rất nhiều cái tinh tế nhưng mà nhỏ. Đây, ở dưới phần bệ tỉ tay chúng ta có cái này. Các bạn biết đây là cái gì không? Đây là cái để lau màn hình. Đó, họ rất là tinh tế trong những cái nhỏ nhặt. Và nhìn sang vị trí tắp đi cửa thì các bạn có thể nhìn thấy bây giờ cái tay nắm cửa ấy, nó để trơ vơ ở giữa cái phần cửa xe này. Và những cái phần ốp thực sự rất là đẹp. Loa thì chúng ta cũng sẽ có hệ thống 14 loa của Canton các bạn nhé. Và đấy thì cũng rất là nhanh thôi. Nói chung là nó đẹp hơn thế hệ cũ rất là nhiều. Điệu đà hơn, gọn gàng hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xuống hàng ghế thứ 2 xem thế nào nhé. Và đây chính là không gian hàng 2 của Skoda Kodiaq thế hệ thứ 2. Và đây là phiên bản thấp hơn nên các bạn sẽ không thấy được vị trí của cửa sổ chơi. Nhưng mà từ ghế ra này cho tới cái trải nghiệm ngồi nó vẫn rất là thoải mái. Ở đây chúng ta còn có thêm một hệ thống điều hòa nữa. Và tổng chiếc xe này sẽ có hệ thống điều hòa 3 vùng nhá. Hàng ghế 2 chúng ta vẫn có sưởi này, sưởi 3 mức độ. Đó, cảm ứng nhá. Và cái núm chỉnh điều hòa ở đây nhìn cũng rất là hay ho. Các vị trí để đồ trên mẫu xe này thực sự là rất nhiều. Các bạn có thể nhìn này, họ tận dụng cái khu vực ghế giữa để lại làm thêm một cái phần yên ngựa nhỏ nữa để chúng ta để đồ. Và trước mặt hành khách ngồi phía sau các bạn nhìn này, đây là khu để chúng ta có thể kẹp iPad hoặc là kẹp điện thoại. Và hàng ghế thứ 2 thì chúng ta vẫn có hệ thống rèm che nắng này, cũng như là các cái vị trí để chúng ta treo áo. Nói chung là Skoda họ luôn tối ưu những cái để gia đình chúng ta sử dụng một cách thực dụng nhất và nó đầy đủ nhất. Và về mặt động cơ thì Skoda Kodiaq thế hệ thứ 2 ở Việt Nam dự kiến sẽ được sử dụng máy 2.0 lít dầu. 2.0 lít dầu nha các bạn. Và ở trên phiên bản này thì nó giao ra đâu đó khoảng 150 PS, đổi ra sẽ là khoảng 148 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số 7 cấp ly hợp kép và dẫn động cầu trước. Còn ở cái phiên bản cao hơn, đây các bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây thôi, thì phiên bản Sport này nó sẽ là máy 2.0 dầu, nhưng sức mạnh của nó sẽ lớn hơn. Và vẫn là hộp số 7 cấp ly hợp kép nhưng sẽ là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian các bạn nhá. Còn ở phiên bản thấp này chỉ là hệ dẫn động cầu trước thôi. Kodiaq ấy, nó đã mới rồi nhưng đây mới là bom tấn thật sự đấy các bạn. Đây là Skoda Kushaq, một mẫu xe mà mình không hề có thông tin gì trước khi nó về Việt Nam. Và bật mí cho các bạn nhé, đây là chiếc xe sẽ được lắp ráp đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Và lý do ngày hôm nay nó được bao kính ấy, bởi vì đây là một chiếc xe nó chưa được hoàn thiện các bạn, nên là chúng ta chỉ có thể nhìn nó ở hình dáng bên ngoài mà thôi. Thì để tóm tắt về Kushaq thì đây sẽ là một chiếc xe Skoda thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ B. Và đây là một phân khúc thực sự đang rất là nóng ở thị trường Việt Nam. Và mình nghĩ cũng hợp lý thôi, bởi vì đây là một cái phân khúc nó đang nổi lên. Và họ tiếp cận với một mẫu xe như thế này thì khá là hợp lý. Thì đó, các bạn có thể nhìn, nó khá là đẹp. Và đối với mình thì nó nhỏ gọn, nhìn giống một chiếc xe B cộng hơn là một chiếc xe hạng B. Thực sự là nếu mà chiếc xe này lắp ráp mà có một cái mức giá nó hợp lý, tầm 500 đến 600 chẳng hạn, thì mình nghĩ là khá nhiều đối thủ sẽ thấy mệt mỏi với mẫu xe này. Thì đây. Nhưng mà hiện tại thì mình không biết đây là phiên bản gì, nhưng mà mình không thấy các cái cảm biến trước các bạn nhé. Hiện tại thì mình không thấy cảm biến trước. Có lẽ đây sẽ là một phiên bản thấp hoặc là họ chưa lắp. Và đứng ở đây thì chúng ta có thể nhìn sơ qua phần nội thất của chiếc Kushaq này. Các bạn có thể nhìn, không biết là lên máy quay các bạn có thể nhìn thấy không nhá. Nhưng mà chúng ta có một cái màn hình trung tâm cỡ rất là lớn này, cũng như là cái vô lăng của chúng ta thì khá là nhiều nút và hình như là có đủ ADAS thì phải. Mình ở đây thực sự mình rất là khó nhìn, mong các bạn thông cảm. Nhưng về không gian này, nhìn hàng 2 và hàng 1 này, cá nhân mình dự đoán là nó cũng sẽ rất là rộng. Và chiếc xe này thì cũng sử dụng hệ khung gầm của tập đoàn Volkswagen. Nhưng mà theo như mình tìm hiểu thì đây sẽ sử dụng hệ khung gầm MQB A0 nhưng sẽ có mã hiệu là IN, có nghĩa là India, Ấn Độ ấy các bạn, bởi vì Kushaq là một mẫu xe xuất phát từ Ấn Độ. Với cả tại gian hàng của Skoda thì chúng ta có thể nhìn thấy là có rất nhiều các cái mẫu xe mới mà họ có ý định mang về Việt Nam. Mình chỉ nói là có ý định thôi nhá, chưa chắc là họ đã mang về. Và đây chính là Enyaq, một cái mẫu xe có cái tên mình nghĩ là hơi khó đọc đối với người Việt. Nhưng mà nó sẽ là cách đặt tên mới của thương hiệu Skoda, khi mà tất cả những mẫu xe có chữ E ở ban đầu sẽ là xe điện. Thì các bạn có thể nhìn này, chúng ta vẫn sẽ có những cái đường nét thiết kế chung của tập đoàn. Nhưng mà bây giờ các bạn nhìn, họ có những cái chi tiết cực kỳ là tinh xảo, giống như cái mặt ca lăng này. Bên trong là hệ thống đèn được gọi là Crystal Light, có nghĩa là ánh sáng kim cương đó. Thì những cái ánh sáng này các bạn nhìn này, nó rất óng ánh, và khi chúng ta bật xe thì phần này cũng sẽ sáng nhá. Và tất nhiên rồi, với một mẫu xe thuần điện thì đây cũng là lưới tản nhiệt đóng kín thôi, không hở. Cụm đèn này của chúng ta cũng là cụm đèn Matrix nhá. Đó, các bạn có thể nhìn các cái chi tiết bên trong. Không chê được, thực sự là nhìn không chê được. Và lý do là cái phiên bản hiện tại các bạn nhìn thấy đang có được một cái màu xanh neon rất là đẹp ở đây. Đấy là bởi vì đây là phiên bản Enyaq RS, là phiên bản thể thao, cũng là phiên bản cao nhất và mạnh mẽ nhất của Enyaq. Và đây chính là bộ mâm của Enyaq. Các bạn có thể thấy cái kích thước của nó thực sự là rất khổng lồ. Mình chưa nhìn thấy thông số ở đây để xem là đây là bộ mâm bao nhiêu inch. Bao nhiêu nhỉ? Đây là bộ mâm 21 inch các bạn ạ. 21 inch. Mà Enyaq là một chiếc xe thuộc phân khúc crossover cỡ C thôi, mà cái mâm 21 inch các bạn nhìn nó to khổng lồ luôn. Và tất nhiên với cái xu thế thiết kế của xe điện ấy, thì chúng ta sẽ có cái lưới đóng kín, cũng như là để tối ưu cái khí động học của mẫu xe này. Và mẫu xe này có cái chỉ số khí động học CD chỉ khoảng 0,25 thôi, rất là bé và cực kỳ tối ưu. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về gian hàng của Skoda. Chúng ta đã đi tìm hiểu Kodiaq mới và một vài mẫu xe ở đây. Rất là xin lỗi các bạn nếu như ở sự kiện này cái hình ảnh và âm thanh không đạt được như tiêu chuẩn, thì thực sự là cũng rất xin lỗi các bạn. Và không biết là các bạn thấy sao về gian hàng của Skoda và những sản phẩm của Skoda mang đến ngày hôm nay? Hãy cùng để lại một phía dưới comment nhé. Đừng quên bỏ lại cho chúng mình một like, một share, một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.